Xả chưa đúng nè, dễ lắm, Viên chỉ cho. Hôm nay Viên sẽ chỉ cho mọi người những lỗi sai thường gặp ở chân xả, mọi người cùng khắc phục với Viên nha. Lỗi đầu tiên là không duỗi mũi chân. Nếu mọi người không duỗi mũi chân thì động tác của mình nó sẽ không có đi và dễ bị dây chấn thương. Mọi người nhớ khi đánh chân xả phải duỗi mũi chân ra thì giúp cho mình sẽ đi hơn. Lỗi thứ hai là lỗi đánh chân biên độ quá hẹp. Thì khi mà đánh chân biên độ quá hẹp thường mọi người sẽ hay bị gồng chân và đánh li nhí. Thì cách khắc phục là mọi người phải đánh vũ chân ở một cái biên độ rộng hơn, dùng lên cả phần cái cơ đùi của mình nữa. Lỗi thứ ba là lỗi co chân quá cao. Thì khi mọi người đánh chân mà co quá cao thì chân của mọi người sẽ nhanh mỏi và sẽ bị mỏi đầu gối. Lỗi cách khắc phục là mọi người nên đánh hơi co nhẹ đầu gối lên và mình sẽ duỗi mạnh miết cái chân xuống, thì đó là chân sải của mình sẽ ăn nước hơn.